Tối ngày 29 tháng 9 năm 2015, sau khi đã uống rượu, Đỗ Thành Quân sinh năm 1991 chạy xe máy chở Phạm Thư sinh năm 1997 và Bùi Văn Cảnh sinh năm 1996 cùng trú tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng đi chơi. Trên đường đi thì gặp nhóm của Nguyễn Văn Anh, Tô Xuân Hoàng, Tô Xuân Hiếu, Lê Quang Long, Nguyễn Nhật Trường, Võ Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Phi Châu Lít và Tóc Rong Say có tuổi từ 15 đến 18 cùng trú tại xã Đà Loan đang ngồi chơi bên đường. Khi đến gần sát nhóm của Văn Anh, Quỳnh đã nẹt bô xe máy rồi bỏ chạy. Hai nhóm thanh niên gây sự, mang theo nhiều hung khí là tiếp sắt, dao, mã tấu, rượu và hẹn nhau ra ngã tư Mỹ Hiền, xã Đà Loan đánh nhau. Trong đêm tối, hai nhóm thanh niên lao vào đâm chém loạn xạ. Hậu quả là Văn Anh bị Thư dùng dao Thái Lan đâm một nhát trúng ngực trái và chết tại chỗ. Hiếu bị Thư đâm trúng vùng nách bị thương nặng. Do thấy nhóm của Văn Anh đông hơn và nhiều hung khí hơn, nên nhóm của Thư bỏ chạy lên chòi rẫy của người dân để trốn. Ngay sau khi biết tin của Văn Anh tử vong, cả hai nhóm thanh niên đã đến cơ quan công an đầu thú. Xét hành vi phạm tội của từng bị cáo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thư về tội giết người. Các đối tượng Hiếu, Long, Hoàng, Quỳnh, Trường, Cảnh bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.